Kính thưa quý khán giả, mở nút thắt tạo động lực cho kinh tế tư nhân. Đây chính là tiêu điểm trong bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, cuối tuần qua, lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt với đại diện các tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, phát huy vai trò tiên phong, chủ động tham gia đầu tư các dự án lớn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Người đứng đầu Chính phủ đã bày tỏ sự tin tưởng và niềm tự hào với sự phát triển và trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn các doanh nhân và lực lượng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Chính phủ. Thủ tướng cũng mong doanh nhân phát huy vai trò tiếp tục đóng góp cho đất nước nhiều hơn, tạo ra những đột phá để xây dựng đất nước tiếp tục phát triển. Thủ tướng cho biết phải có những đột phá, bứt phá trong giai đoạn tới để đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Trước tình hình của đất nước hiện nay, suy nghĩ của các doanh nghiệp lớn đối với đất nước hiện nay là gì? Các doanh nghiệp tin tưởng điều gì và có mong muốn gì? Đó là điều chính phủ muốn biết và mong đợi ở cộng đồng doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp lớn hàng đầu của đất nước. Vì thế, buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng với lãnh đạo các doanh nghiệp mang nhiều ý nghĩa. Trong bối cảnh người dân, doanh nghiệp và nhà nước phải chuẩn bị một tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Những doanh nhân, những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn tham dự hội nghị đã chia sẻ sự cảm kích và cảm ơn chính phủ đã tổ chức hội nghị. Bởi đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp có tiếng nói, sự quan tâm động viên to lớn của chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn VinGroup cho biết, đây cũng là hành động truyền lửa để có thêm năng lượng phấn đấu, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, làm giàu cho đất nước. Bởi lẽ bối cảnh mới đang đặt ra các yêu cầu mới cho định hướng phát triển của đất nước. Trong bối cảnh mới không chỉ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng mà phải là tăng trưởng xanh, bền vững. Không chỉ là phát triển các ngành kinh doanh truyền thống mà còn phải dồn lực để thu hút đầu tư và tạo sự bứt phá cho các ngành công nghiệp tiên phong. Không chỉ tăng trưởng dựa vào vốn, vào khai thác tài nguyên như trước mà phải dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, bày tỏ quan điểm các doanh nghiệp vô cùng tin tưởng vào hướng đi đúng đắn tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn mà chính phủ đã xác định. Bản thân Tập đoàn KN Holdings cũng xác định phát triển bền vững là kim chỉ nam hoạt động, trong đó ưu tiên tập trung hai lĩnh vực then chốt, đó là xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và phát triển năng lượng tái tạo. Với tầm nhìn dài hạn, KN Holdings hướng tới xây dựng các trung tâm công nghiệp thế hệ mới hiện đại, nơi Việt Nam có thể tiến tới làm chủ công nghệ và phát triển mạnh mẽ các trung tâm đào tạo nghề, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Ông Kiểm kỳ vọng cùng với sự ủng hộ từ chính phủ sẽ ngày càng nhiều sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu Made in Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Khu vực doanh nghiệp tư nhân lớn trong nước hiện đang nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại hội nghị, năm 2023, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 46% GDP, tạo ra khoảng 30% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 85% lực lượng lao động. Đáng tự hào là hiện nay mô hình kinh tế tư nhân đã xuất hiện một lực lượng doanh nghiệp tập đoàn lớn, tích lũy đủ năng lực về quy mô vốn, trình độ công nghệ và quản trị doanh nghiệp, có thương hiệu tại thị trường khu vực và thế giới, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế như VinGroup, Masan, TNT, Thaco, Hòa Phát. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp nói chung còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp lớn còn gặp nhiều rào cản, chưa phát huy hết tiềm lực, chưa thực hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt như kỳ vọng. Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Galaximco thẳng thắn bày tỏ, sự cống hiến đến giờ này hơn 30 năm với tinh thần vì dân tộc, vì đất nước, vì quê hương và cũng vì bản thân. Nói chung các doanh nghiệp ở đây đã thành đạt, thành công, nhưng rất muốn thời gian phải có sự thay đổi, phải có cách mạng về trí tuệ, công nghệ và tư duy mới, đột phá trong cơ chế, nếu không sẽ rất mệt. Đầu tiên là phải tăng cường phân cấp phân quyền.
Ông Tiền minh chứng có những dự án phải quay đi quay lại vì thủ tục không biết bao nhiêu lần. Cứ hành trình như thế này thì không biết là còn sức mà làm hay không. Thủ tướng và các phó thủ tướng động viên rất nhiều, nhưng ở dưới có cả rừng cơ chế nên vào đấy không biết là đi lối nào ra lối nào. Dù còn đối mặt nhiều rào cản, nhưng lãnh đạo các tập đoàn có mặt tại hội nghị vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào các chính sách của đảng và nhà nước. Như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, với nhiều mục tiêu mới vươn cao trong tâm thế mới. Khẳng định sẽ luôn đồng hành cống hiến vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Chủ tịch tập đoàn TNT Group Đỗ Quang Hiển mong muốn chính phủ có cơ chế giao nhiệm vụ cho các tập đoàn tư nhân phát triển các dự án công nghệ cao. Ông Hiển cho rằng muốn đất nước phát triển, doanh nghiệp lớn mạnh, thì chính phủ phải có nhiều giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ thể chế, đột phá về chính sách nhanh hơn nữa. Phấn khởi vì chính phủ đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát đề nghị để đất nước phát triển cần tháo gỡ về thể chế chính sách, nhất là cần sửa đổi các luật nhanh hơn nữa, đồng thời cần có các chính sách ủng hộ sản xuất trong nước và cần có các chính sách đặc thù để nuôi dưỡng, phát triển các doanh nghiệp lớn. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sovico Group, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng hàng không Vietjet, đề xuất chính phủ cần đầu tư nâng cấp hệ thống sân bay quốc tế để Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa thế giới. Bà Thảo khẳng định các doanh nghiệp của mình quyết tâm cùng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng chính phủ đã đề ra, trong đó tập đoàn Sovico và các doanh nghiệp như Vietjet tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng không, du lịch Việt Nam. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu, giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến được nêu, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành dưới hình thức một thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần tiếp thu, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước. Thủ tướng bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Do nhiều yếu tố chưa có tiền lệ như đại dịch COVID-19, chiến tranh, cạnh tranh chiến lược, đứt gãy chuỗi cung ứng. Cảm ơn các doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng đảng, nhà nước và nhân dân để góp phần khắc phục khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Thủ tướng khẳng định rất tin tưởng, tự hào vào sự trưởng thành lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ cam kết luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, nghiên cứu bãi bỏ các giấy phép con, xóa bỏ môi trường gây sách nhiễu, phiền hà, làm tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, luôn lắng nghe, chia sẻ với các khó khăn vướng mắc và chung tay cùng tháo gỡ để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi theo pháp luật, yên tâm sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng các ngành nếu được phản ánh về khó khăn của doanh nghiệp thì trực tiếp lắng nghe và giải quyết dứt điểm theo chức năng, thẩm quyền của mình. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Thủ tướng nhấn mạnh lại lần nữa, tháo gỡ cho doanh nghiệp là góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế đất nước. Doanh nghiệp phát triển là đất nước phát triển. Tinh thần là vướng ở đâu thì ở đó phải tháo gỡ. Mắc ở đâu thì ở đó phải tháo gỡ. Không đùn đẩy, không né tránh, không gây phiền hà, sách nhiễu. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định pháp luật, góp phần đắc lực, hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Thủ tướng nêu rõ quan điểm xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Thể chế không chỉ quản lý hiệu quả mà còn kiến tạo phát triển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.